Thân ái kính chào các bạn, kính chào tất cả các anh em trong làng audio. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio giới thiệu đến các anh em chúng ta một bộ com lê rất gọn nhẹ và chất lượng âm thanh trên cả tuyệt vời. Đó là một đôi loa BMW 602 Made in England, sản xuất từ nước Anh Quốc, và một chiếc âm ly tiếp. Và Quý Nguyễn sẽ đi vào chi tiết với một sự phối ghép như thế này, quá tuyệt vời. Tầm giá tiền cũng là rất chi là vừa phải, âm thanh rất tuyệt vời. Các bạn từng nghe những dòng loa BMW high-end, những dòng loa mà có những cái sợi thủy tinh, hay là có anh em còn gọi là sợi chống đạn. Vâng, sợi thủy tinh này làm cái màng bách, thì toàn những loa đó là những loa rất tuyệt vời về âm thanh, rất chi tiết. Vâng, thế thì đôi loa BMW 610, Quý Nguyễn đang giới thiệu với các bạn. Đôi loa có chiều cao của nó là 49 cm, chiều rộng là 23,5 và chiều sâu là 29 cm. Đôi loa này phía sau của nó là hai cầu pin quay các bạn nha. Đây, vâng, BMW 602. Vâng, công suất của nó là 100W Made in England, trở kháng 8 ohm. Và nó là hai cầu cho nên chúng ta rất dễ sử dụng. Và đồng thời loa này cũng là hai quay, một bách 20 màng sợi thủy tinh viền cao su, tất cả nguyên zin các bạn nha. Ngay cái vòng này cũng là vòng kim loại các bạn nè, chứ không phải là vòng nhựa nha. Vâng, một chép đôm nè, tất cả nguyên bản, nguyên rất đẹp, viền cao su zin. Xin nói với các bạn là viền cao su, không có viền cao su lô đâu, đã viền cao su là zin nha. Và phía trước này nó có những cái màng lớp caro của những nhà sản xuất, họ thiết kế cũng tương đối là bắt mắt. Và các bạn xem tiếp chiếc bên này. Nói chung là đôi loa rất đẹp, cũng đôi loa như thế này 601, còn đôi 601 series 2 hay là sẽ là 13 thì đã nằm trên 12 triệu một đôi rồi. Vâng, đôi này Quý Nguyễn bán với giá 7 triệu 500 ngàn đồng, hạ giá 7 triệu 500 ngàn đồng, không bao ship. Vâng, và tiếp đến là một chiếc âm ly tiếp AR630 MK2. Đây các bạn có thể nhìn rõ tiếp Stereo Amplifier AR630 MK2, con này Made in Nhật Bản các bạn nha, Made in Japan. Tất cả phía trước các bạn nhìn thấy con âm ly rất đẹp, các bạn nhìn phía trước. Vâng, rất đẹp. Đây là cái cổng vào, đường điều chỉnh cổng vào. Phía này là volume, thí dụ như mình chỉnh nè, mình đang dùng đó CD, cái đèn này đỏ nè, Bono, hay là tất cả các cổng vào đấy các bạn. Đây mình đang để chế độ là đường đường tín hiệu âm thanh vào đường Bono nha. Vâng, còn đây là ba lăng, bắt chép và ba lăng. Nói chung chiếc âm ly này vẫn có hai kênh A và B nha. Vẫn có A và B, và nguồn điện của nó là nguồn điện 100 standby. Đây là nút low net nè. Tất cả cái mặt trước các bạn nhìn thấy nó hoàn hảo, phải nói là hoàn hảo và đẹp. Các bạn xem tiếp nội thất bên trong đây, rất đẹp, ok, mỹ mãn, đẹp không chỗ chê, phải nói là đẹp không chỗ chê các bạn nha. Rất đẹp. Và phía sau của nó có một cái quạt để giải nhiệt nè. Con này chạy 4 con sò thang nha, sò một con móc phết. Vâng, đây các bạn xem, công suất của nó là 200W, 200W đây các bạn, công suất 200W, và Made in Japan nha. Đấy, và tất cả các nguồn đầu vào các bạn thấy AV của nó nút còn rất mới. Nói chung con ly này rất mới, mới mới toanh, mới không không thể chê vào đâu được luôn á, rất mới. Và phối ghép với cặp loa BMW này cũng cực kỳ hợp, cho ra âm thanh rất tuyệt vời, quy luật mạnh mẽ. Và để rõ hơn thì các bạn nghe test một một bản nhạc để đánh giá được chất âm của BMW nó như thế nào, nó ra làm sao mà nhiều người hâm mộ và sang tìm nó như thế. Vâng, xin mời các bạn.
chim buồn buồn dù nhau bay về đâu ngăn ngỡ luôn vườn bỏi nhau nào những khi ôm thêm súng tê tay đắm mắt
Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn các bạn những clip lần sau. Xin chào.